Mình sẽ đưa cái đi kiện là nguyên liệu trong nguyên liệu và sau đây là nước. Mình sẽ đo từng một cái test từ 0 đến 200 trên lít một. Đây mình có một hệ thống này, nước chỉ xếp nó nghĩ này. Và đây là đèn cảnh báo khi mà nó không cho mình giới hạn này cho phép thì mình nhỏ nhé trên nhỏ z dưới và nhớ z trên và giới hạn thì mình đặt ở đây đó. Đây là mình cho giới hạn trên là giới hạn dưới đây là 30 chúng ta xem là 24 đó. Thì nó giảm đi chúng ta giảm xuống 50 ra 3 thì trong khoảng 10 giây thì nó sẽ dừng hệ thống và vào cái đèn báo cảnh báo nào đó. Lúc này là bơm nó không hoạt động được đó, và vì sự cố nó đó khi mình sự cố xong mình reset để ấn on lên hệ thống và mức nước nó sẽ tăng lên dần. Và sẽ qua bên dưới trên cho nó mới chỉ nó là cái reset của mình đang chưa reset lại. Và cái phần này thì mình viết đều là SC chỉ bằng cái này là được mô phỏng nó là mô